Hello, welcome to America. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị. Và bây giờ hiện tại thì Thanh Hà cũng như là Dương Quyết Thắng đã có mặt tại America xinh đẹp của chúng ta. Và thật là vui mừng và hạnh phúc, bởi vì là sao? Lúc bên Hằng Hà thì với cả Dương Quyết Thắng đi từ Hà Nội thì thời tiết rất là lạnh, nhưng mà sang đây thì cũng khá là ấm áp và lại còn được trai đẹp đón, rất là vui. Và hy vọng rằng là năm nay thì Thanh Hà cũng như là Dương Quyết Thắng sẽ có một mùa xuân thật là rực rỡ tại America. Và thực sự là Thanh Hà cũng như Dương Quyết Thắng rất là vui, hình như là sau 7 năm ạ. Sau 7 năm Thanh Hà cũng như là Dương Quyết Thắng mới được trở lại thăm đất nước Hoa Kỳ, và đặc biệt là thăm những cô chú anh chị quý ân nhân của Ngọc trong tim. Thì thực sự hôm nay là rất là run ạ. Rất là run, bởi vì vui là vừa run là bởi vì vừa mới xuống, cũng hơi là mệt một chút. Nhưng mà cái quan trọng là được trai đẹp đi đón này và được gặp tất cả cô chú anh chị quý ân nhân của Ngọc trong tim thì rất là vui ạ. Và rất là mong được cô chú anh chị và tất cả mong sớm gặp lại cô chú anh chị. Rất là mong quý ân nhân của Ngọc trong tim sẽ luôn ủng hộ Ngọc trong tim, và rất mong sẽ sớm được gặp lại cô chú anh chị như mình ở buổi diễn đầu tiên. Cũng giống như những lần trước, đây là một chuyến bay khá là dài, tại vì phải quá cảnh ở Đài Loan tới hơn 6 tiếng mà. Và đồ ăn thì cũng khá là ổn. Nhưng mà nói chung là khi mà ba chị em đi cùng với nhau thì những lần trước đã quen với công việc đi máy bay và cũng như đi mọi chuyến bay, thì chị em sắp xếp ngồi gần nhau để mà take care nhau, giúp đỡ nhau. Đặc biệt là Thắng như thế này thì hai chị phải hai bên để mà lúc ăn uống mọi thứ, rồi xách đồ mọi thứ, thì đứa thì kéo đồ, đứa thì đẩy đồ, mọi thứ bọn em đều ghi lại trong điện thoại hết. Và chúng em sẽ có những suất phim thật là tuyệt vời, chặng đường của ba chị em đi từ Việt Nam qua đây để gửi tới mọi người sớm nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn hải quan sao? Hải quan thì rất là tuyệt vời. Có nhận ra em không? Không thông tin. Hôm nay thì khi mà vào nhập cảnh thì gặp một anh hải quan rất là đẹp trai. Anh hỏi một câu rất là đơn giản thôi. Anh hỏi là các bạn qua đây làm gì? Thì bọn em trả lời bọn em đi qua đây để biểu diễn. Vậy là xem xong hộ chiếu, xem xong visa, thấy visa Ngọc trong tim P3 là cho đi luôn, mời đi luôn. Welcome, còn nở nụ cười rất là tươi nữa. Và đặc biệt có một chi tiết này nữa là cái chuyến bay mà Hằng Hà và Thắng đi từ Đài Loan mà qua Lốt ấy, thì Thắng là bị tách cái ghế ngồi ra, nhưng mà Thắng đã xin là để ngồi gần cho hai chị để hai chị take care cùng. Mới đầu thì có một cô đấy, là cô là công dân người Mỹ, nhưng mà cô vô cùng dễ thương luôn. Cô nhường chỗ một lúc sau thì khi mà hỏi nhân viên sắp xếp lại phải mất nửa tiếng nhỉ để nhân viên sắp xếp lại, nhưng mà cô vẫn rất kiên trì. Hà mới bảo thôi, hay là Thắng cứ ngồi với đi, có gì thì chị sẽ hàng hỗ trợ. Nhưng mà cô bảo là thôi, Thắng cứ ngồi đấy, cứ ngồi đấy, ra hiệu cho mình là cứ ngồi đấy thì mọi người sẽ lo. Thì cuối cùng thì tất cả mình cũng đã hỗ trợ và cho Thắng ngồi cạnh Hằng Hà. Cô rất là tuyệt vời luôn, và cảm ơn cô rất là nhiều. Ngày mà đưa tiễn Hằng Hà lên đường để qua Mỹ biểu diễn thì và được gặp cô chú anh chị thì thật sự là cả gia đình Hằng Hà rất là vui, bởi vì đây là lần đầu tiên bố mẹ được đưa Hằng Hà đi Mỹ đó. Vâng, đây là lần đầu tiên bố mẹ em được đưa hai chị em, bởi vì những lần khác là em toàn bay từ Sài Gòn thôi ạ. Và đây là lần đầu tiên mà bay từ Hà Nội, thì tất cả gia đình bố mẹ anh chị em họ hàng đòi đi chật sân bay, nhưng mà em cho vài người thôi, bởi vì cái thứ nhất lại ra ngoài lạnh quá, với cả chật sân bay. Rồi hơn thế nữa là nhân viên cũng thế, rất nhiều người chúc mừng, bảo là ôi dồi hai chị sướng thế, ôi dồi các chị sướng thế, lại được qua Mỹ. Thì đây thật sự là Hằng Hà, mọi người, những gia đình này, người thân này, anh em, chị em, bạn bè và nhân viên của Hằng Hà vui và sướng một, thì Hằng Hà với cả Thắng là sướng 100 lần ạ. Bởi vì đây là lần thứ 8 Hằng Hà qua Mỹ rồi ạ. Chúc mừng ba em rồi. Thanh Lệ, Thanh Đái xin chào quý vị cùng với Thanh Hằng, Thanh Hà và cùng với anh chị em trong Bo Ngọc trong tim. Luôn luôn cầu chúc quý vị vui vẻ, khỏe mạnh. Chỉ còn đúng một tuần nữa thôi là chúng ta đón một năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Vừa rồi là đoạn quay phim mà Thanh Lệ thực hiện cả khi mà đón hai em Thanh Hằng, Thanh Hà cùng với ca nhạc sĩ Dương Quyết Thắng từ Việt Nam sang. Trước khi vào chương trình đặc biệt ngày hôm nay, xin hai em có đôi lời chào với khán giả Ngọc trong tim, rồi anh Lệ sẽ vào chương trình. Chào hai em. Chào anh Thành Lễ, chào tất cả quý khán giả của Ngọc Trân Tim.
Và một lần nữa thì Thanh Hằng và Thanh Hà lại được trở lại Mỹ để phục vụ cho bà con cô bác. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn anh Thành Lễ, người đầu tiên đã đưa em đến Mỹ. Và bất cứ lần nào hai chị em cũng như các bạn khuyết tật từ Việt Nam qua cũng được anh Lễ tắc khen rất là chu đáo. Và xin gửi lời cảm ơn tất cả bà con đang theo dõi chương trình Ngọc Thông Tin Show. Lời chúc sức khỏe và lời chào thương mến nhất. Cảm ơn hai em. Thưa kính thưa quý vị, được ngày hôm nay được sự đoàn tụ, không riêng gì Thành Lễ, chỉ là một thành viên trong nhóm Ngọc Trung Tim. Đây là công đức rất nhiều của các anh chị em Ngọc Trung Tim, ngay cả luật sư cho đến những người ân nhân và đã đóng góp và nuôi dưỡng, đặc biệt là tin tưởng chương trình Ngọc Trung Tim. Trước khi vào chương trình thì thông báo quý vị những tin vui hàng tháng, hàng tuần mà quý ân nhân vẫn luôn luôn thương mến nuôi dưỡng chương trình Ngọc Trung Tim, như anh chị Thông Nguyễn ở San Jose hàng tháng gửi cho nhóm Ngọc Trung Tim $20, xin cảm ơn anh. Và anh Xuân Tăng, em nhớ không, anh ở North Carolina và restaurant Nara Express gửi cho hàng tháng Ngọc Trung Tim $100, xin cảm ơn anh chị. Và gần đây được biết là chương trình của chị Thúy Hằng, là mẹ của cháu Việt Hoa khiếm thị ở bên Việt Nam, đã bị bệnh nan y, nhưng quý vị đã thương mến, rất là xúc động, đã gửi tặng cho chị trực tiếp người cho và người nhận. Chị sẽ gửi những đoạn clip sau đây, quý vị sẽ thấy sự tâm tư tình cảm của người cho, người nhận, hoặc là nhờ chương trình Ngọc Trung Tim chúng tôi là trung gian cầu nối cho đến cho người nhận. Dạ, em xin chào chương trình Ngọc Trung Tim, kính chào anh Thành Lễ. Trước tiên thì em xin cảm ơn anh Thành Lễ và chương trình Ngọc Trung Tim đã giúp em kết nối với mọi người, và đến ngày hôm nay em đã nhận được của chú Kim là $300, chú giúp em tiền để chữa bệnh, và em nhận được của cô Lưu Trinh là $300, của chú Ti Trần $200, và của một cô ở Mỹ có số điện thoại là 4622-6344, cô gửi cho em $200, và em nhận được của cô Nguyễn Thị Bích Thủy là $300. Và em xin chân thành cảm ơn các cô chú, cảm ơn chương trình Ngọc Trung Tim đã giúp em kết nối với các cô chú, các cô chú góp tiền cho em để em chữa bệnh. Em xin cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa xin cầu chúc cho quý ân nhân, quý khán giả luôn luôn khỏe mạnh và bình an. Còn một tuần nữa thôi chúng ta lại đón cái Tết. Nói thì nói chứ gặp hai em qua được sau 7 năm thì đây một quá trình phải nói là rất là khó. Tại vì kỳ này các em biết rằng là từ tiền di trú cho đến cách làm việc nộp giấy tờ hoàn toàn khác quý vị, rất khó. Cho nên luật sư cũng đã bị trục trặc, không phải do một cá nhân nào mà đây là di trú họ rất khó. Nhưng khi mà họ giải quyết vấn đề thì Thanh Hằng, Thanh Hà đạt được sang Hoa Kỳ và Dương Quyết Thắng. Riêng ba em nữa, đó là em Phương Dung hay là Phước Bến Tre cùng với em Quang Nghị khuôn mặt mới, thì chúng tôi đã bị trễ cái ngày mà kháng nghị, đúng không? Thì trước khi vô show thì chúng ta sẽ kể. Và trước khi đây quý vị thấy Thành Lễ chuẩn bị là bánh trưng bánh tét và cả bánh dừa nướng. Đây là món quà rất cảm động của một em nhạc sĩ, ca sĩ, em Hà Văn Nông đã gửi tặng cho anh Thành Lễ dừa nướng, mà không phải một bịch đâu, rất là nhiều, để cho anh Lễ ăn Tết. Mà đặc biệt quý vị ơi, Thành Lễ rất là kén ăn những đồ mà mình không biết nguồn gốc, thì đây là món hàng của Hà Văn Nông đã đứng ra là giống như là đại diện và dạ phân phối. Và bánh dừa ngon lắm quý vị, bánh dừa nó coi gì cho Thành Lễ chở qua là không bể, nhưng không bể quý vị ơi, nó giống như là bánh kẹp đó quý vị, ngon lắm, rất là thơm và rất là phải nói là không có ngọt nữa. Mà nếu mà mang qua đây mà nay mai có nhiều hoặc là gửi các chợ Việt Nam thì nghĩ là bánh dừa nướng này của ca sĩ Hà Văn Đông thì mong quý vị thương mến. Không biết tương lai có hay không, nhưng mà khoe quý vị là sự thành công và sự yêu mến của Phương Sa. Thành Lễ xin kính chào quý vị. Rồi bây giờ nhường đến hai em. Thôi bây giờ nhường cho chị hay em, ai nói cũng được. Tâm tư tình cảm khi em đặt chân lại Hoa Kỳ sau 7 năm.
cái sự khó khăn nào là em qua đây em gặp những người đã mất trước đây là bị dính Covid, giống như anh Quốc Anh chẳng hạn, một số anh ca nhạc sĩ mất nè. Rồi xong nữa em thấy đường xá, em đi mấy bữa nay thì em thấy mới có chưa đầy 24 tiếng đồng hồ thì em thấy sao? Thực sự là sau 7 năm quay trở lại Mỹ thì đúng thật là cũng có rất nhiều thay đổi. Như anh Lễ có nói là thay đổi rất nhiều từ đường xá đến con người. Thì sau đại dịch Covid thì cũng có người đã ra đi. Nhưng mà song song bên cạnh đó thì khi mà quay lại thì Thanh Hà cũng nhận thấy là có rất nhiều những gương mặt của những mạnh thường quân mới đó chào đón và ủng hộ cho Ngọc trong tim. Thì đấy cũng là một điều rất là vui mừng. Và hy vọng rằng là Ngọc trong tim sẽ luôn luôn có những mạnh thường quân mới như thế. Và một điều đặc biệt nữa là khi mà Hằng Hà qua Mỹ lần thứ 8 này và lần trở lại sau 7 năm này thì khi mà từ Việt Nam mà qua Mỹ thì có rất là nhiều thay đổi, tức là các cái thủ tục về gọi là gì nhập chú cảnh đó, nhập chú đấy thì nó bỏ gọi là lược bớt đi rất là nhiều. Thành ra là cái việc đi lại nó cũng dễ dàng. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi làm diễn Working Permit có nghĩa là B3 là dành cho những người đi làm lao động đó về nghệ thuật, thì các em này là đã nộp giấy tờ đầy đủ nhưng mà năm nay bổ sung nhiều mới nên cho nên các em bị trục trặc. Đến gần ngày show thì các em mới có giấy tờ để đi phỏng vấn thì đã trễ rồi, nhưng mà vẫn cho mấy em đi phỏng vấn. Nhưng mà có điều đây muốn share với các em học trong tim cũng như quý vị đã biết, khi mà sang Hoa Kỳ dù đi du lịch hay là đi bất cứ trường hợp nào thì Hoa Kỳ nó muốn tránh trường hợp là thuế với tránh trường hợp là ở lâu để có một những cái chuyện làm riêng, nên nó muốn là 3 tháng 4 tháng. Mà các em lúc đó trong thời gian bị show bị dời hoặc là có thể bị trục trặc mua vé máy bay về nên các em đã ở lố 3 tháng hoặc là chỉ 3 tháng rưỡi. Vậy mà Hoa Kỳ đi 7-8 lần cũng cho các em no. Sau đó là mình kháng cáo lại, mình nộp lại lấy giấy tờ thì lại ok. Tức là như thế này cô chú anh chị như mình ạ, tức là Ngọc trong tim phải là một cái địa chỉ, một cái nhóm rất là uy tín thì mới bảo lãnh được tất cả những nghệ sĩ khuyết tật qua Mỹ biểu diễn. Và như anh Thành Lễ có nói đúng không ạ, tức là mình chỉ cần thiếu một chút giấy tờ thôi, hoặc là mình chỉ cần ở lố một chút xíu thôi là mình sẽ phải đi phỏng vấn 2 lần. Và lần này thì Thanh Hà phải đi phỏng vấn tới 2 lần bởi vì thiếu một vài cái giấy tờ. Thực ra mấy em là đi nước ngoài cũng như là các em đi đều đóng thuế để mừng cho các em, là các em thực sự ra các em bây giờ cuộc sống ở tại Việt Nam ở đây khó khăn, mà Việt Nam khó khăn gấp đôi, nhưng Hằng Hà cũng không có mà giống như là mình chỉ dựa vào show hay là dựa vào cái sự đóng góp của mọi người. Thì hai em đã mở ra một cái nơi quý vị thường thấy là hai em đã lên live stream, các em bán hàng online, các em có thu nhập thêm. Người ca sĩ bây giờ nó khác ngày xưa, như chúng tôi là chỉ biết hát thôi, các em được làm 2-3 nghề. Quên có món này nữa quý vị ơi. Đó, đây là chiếc áo kỷ niệm 15 năm và USB. Thật lẽ hay nói ở đây là một cái dạng mà USB chúng ta có thể coi laptop với là trên smart TV đó, rất là đẹp quý vị. Cô các chú sẽ ủng hộ. Trong cái có thể order tới, tại vì chúng tôi có copyright ở đây hết rồi nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Hoặc quý vị có đến show lần, phải nói là đây là lần thứ 10, là kỷ niệm nói đúng ra là năm nay là đúng 15 năm, nhưng mà chúng ta sẽ làm một cái show rất là lạ và rất là đặc biệt, như là hào hứng lắm, đó là Ngọc trong tim Got Talent. Có nghĩa là Thanh Hà hát đó, sẽ có một bạn khuyết tật khác sẽ đấu với Thanh Hà. Đó, một cái show như vậy, nó mong quý vị hãy coi trực tiếp trên đài SPT hay là quý vị ở Nam California gọi với số phone này để chúng ta có vé. Và cái những cái sự đóng góp của quý vị, chúng tôi được miễn trừ thuế, hoặc quý vị ủng hộ vé thì trong vé đó nó luôn cả bao gồm được cái USB chương trình mới ra vừa tháng 10 và luôn chiếc áo kỷ niệm 10 năm. Mong quý vị thương mến, và chương trình như thế nào thì chúng ta sẽ giới thiệu quý vị chi tiết sau trong những show sắp tới. Vậy còn một tuần này nữa thì Thanh Hà giới thiệu em sẽ xuất hiện nơi đâu để quý khán giả khắp mọi nơi được xem em. Khi nào quên thì anh lại nhắc. Nhưng mà trước khi giới thiệu thế thì cho em thắc mắc một chút xíu. Cái này là mình, nếu như mà cô chú anh chị nào mà mình mua vé, cái này có thể mua riêng cũng được, cái gì gọi tới chúng tôi miễn shipping quý vị, miễn luôn shipping luôn, trong nước Mỹ thôi, free ship. Giỏi quá, hai em bây giờ giỏi anh. Rồi xin nhờ hai em bán online cái này luôn. Cái này là chỉ có 100 cuốn thôi, không có nhiều.
Dạ, là nội dung trong này, là tất cả chương trình vừa rồi, DVD vừa rồi đó. Vừa rồi mới ra tức thì mới nóng hổi, chưa đâu có hết, cũng chưa trên YouTube có luôn. Tức là thay vì là đĩa DVD như này bây xưa giờ, thì bây giờ là USB. Đúng rồi, đúng rồi. Hay đó. Còn đây kèm theo một cái áo kỷ niệm. Kỷ niệm này chỉ có 15 năm mới làm một lần, chỉ có cái áo nào. Cái logo cũng là một bạn Chu Di Thiện, là một bạn khuyết tật ở bên Việt Nam. Và cái logo phía sau là bạn Thắng, cũng là người khuyết tật bên Mỹ. Hai bạn để đồng thời làm vào một cái áo này, sản xuất bên Mỹ chứ không phải Việt Nam. Nên áo chúng tôi thì bán 25 đô như đã quảng cáo. Còn cái này không là cũng là 20 đô, nên chúng tôi xin luôn là 50 đô. Dạ. Rồi, bây giờ quay lại vấn đề hai bạn có mặt hôm nay cùng với tất cả các bạn, thì các bạn sẽ đi diễn những đâu? Trước tiên nè, tuần này em đi đâu nè? Khi chiếu ra ngày thứ bảy chủ nhật để quý vị ở nơi tiểu bang đó tới coi. Cái show đầu tiên mà em được đi diễn cùng anh Thành Lễ đó chính là ở Atlanta là ngày 4 tháng 2. Tiếng tạo là tuần này thưa quý vị. Tại vì trước đó là hai em lần đầu tiên đến tiểu bang Maine. Portland, Maine là một tiểu bang rất nhỏ, nhưng mà nơi đây là một nơi nổi tiếng nhất của nước Mỹ, là nổi tiếng là seafood, nhất là lobster. Là các em ra đó là tha hồ mà ăn tuyết. Lạnh nhất ở đây là lạnh lắm, gần Boston, gần Canada. Rồi sau đó qua ngày đó là ngày 3 tháng 2 sẽ diễn trong cái hội trường, gồm có những ca sĩ như Jenny Trang, Thanh Hằng, Thanh Hà, Thành Lễ và một số ban nhạc ở bên Boston qua, và có ca sĩ ở local địa phương. Dĩ nhiên là phải có pháo, đốt pháo, kỳ lân vui lắm. Rồi sau ngày đó anh em chúng tôi có một đại nhạc hội rất lớn, tổ chức của cộng đồng của người Atlanta, mà rất cảm ơn ông thị trưởng là người bản xứ, nhưng mà ông rất yêu thích và thương mến người Việt Nam, cho nên ông giữ duy trì cái phong tục tục quán đó là ngày Tết Trung Thu hoặc những ngày lễ lớn thì chúng tôi sẽ biểu diễn đó. Nếu quý vị ở gần Atlanta, Georgia hoặc cái lân gần, quý vị tới gặp nhiều anh em nghệ sĩ, trong đó có Thanh Hằng, Thanh Hà. Rồi, đến giao thừa mùng 1, mùng 2 và thậm chí mùng 3 luôn, thì các em diễn ở đâu các em cứ nói. Dạ, em được diễn ở Chùa Điều Ngự nè. Ở Nam California hết quý vị. Chùa Điều Ngự nè, Chùa Bảo Quang nè. Trong đêm giao thừa. Bảo Quang nè. Mùng 1 Tết. Dạ. Mùng, rồi diễn công ty gì? Công ty của Teletron. Đúng rồi, Teletron là nổi tiếng trên nước Mỹ, 50 tiểu bang quý vị, có nhiều hệ thống khắp nơi. Kỳ này tổ chức 3 ngày luôn, đó là ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, nghĩa là mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đặc biệt ở Nam California năm nay, tất cả các khán giả hoặc là quý vị không về Việt Nam thì về ăn Tết tại Nam California, bởi vì có đốt pháo, có đầy đủ các mức chưng, có tục lệ phong trào, có ca nhạc. Năm nay hội chợ rất là đông, các em còn dự ở hội chợ Smile Grand Park gần ngay chỗ Santa Ana với lại Fountain Valley gần đây. Bên cạnh đó là anh em chúng tôi cũng xuất hiện, như các em nói là không những đó mà xuất hiện trên nhiều đài truyền hình nữa. Năm mới thì Thanh Hà cũng như là anh Thành Lễ đã muốn lên đây tất nhiên là chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày, và cái điều đặc biệt nhất là muốn gửi lời chúc tới tất cả quý khán giả của Ngọc Trong Tim nói chung và tất cả quý khán giả trên toàn thế giới nói riêng, là một lời chúc là vạn sự như ý và luôn luôn sức khỏe, luôn luôn có những cái gọi là niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt là đừng bao giờ quên Ngọc Trong Tim cũng như là Thanh Hà nhé. Cảm ơn hai em. Hai em vừa rồi thực hiện trong một bài hát rất hay để cho Thanh Hằng, Thanh Hà, để đưa quý vị đi ba miền của tại Việt Nam. Bài hát như thế nào, xin mời hai em giới thiệu. Dạ, một bài hát mà Thanh Hà gửi tới tất cả cô chú anh chị, đó chính là bài Quê Hương Ba Miền. Và tiếng hát Thanh Hằng, Thanh Hà, xin mời quý vị đón xem thay trả lời chào tạm biệt của hai anh em, và gặp lại quý vị trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Happy New Year, chúc mừng năm mới.
chưa về. Nơi đây có cánh đồng quê, có em gái nhỏ dịu dàng dễ thương. Dù cho đi khắp ngàn phương, lòng em vẫn nhớ miệt vườn năm xưa. Anh giờ đã có vợ chưa để em thương?